Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà cấp 4 nông thôn có tổng diện tích là 139,6 m². Trên thửa đất căn nhà có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra quốc lộ 50 khoảng 3 km. Con đường này nhựa khoảng 5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa ở khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua đi ở và buôn bán kinh doanh là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra quốc lộ 50 khoảng 3 km. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ Tân Tây, trường học, ủy ban cách khoảng 300 m. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ và gào B40 hết đất luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Đất và nhà thì tương đối cao ráo và bằng phẳng. Đất của mình thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 7 m và có chiều dài là 20. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cổng gào mình anh chị. Mình đo ngang qua tới bên đây là 7 m. Bên hông thì xây tường cao khoảng 5 tấc và phía trên thì gào B40. Mình tới đây nha anh chị là 7 m. Phía trước thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế rất là rộng. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu xe nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha. Ở đây điện nước thì gia chủ cũng vô sẵn luôn anh chị. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị mình xem và tham quan căn nhà của mình nha. Cột cổng thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn. Cửa cổng thì bằng sắt. Bên hông thì cũng làm tiền chế hết luôn anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông bắc. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây. Anh chị di chuyển về khoảng 50 km là anh chị tới. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem nha. Cái nền thì lót gạch, tường thì sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Cửa thì cửa nhôm. Ở khu vực này là không gian phòng khách. Tường thì sơn và đi bê hết luôn anh chị. Trên thì lạp tôn. Bên hông thì có thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Cửa chính thì cũng cửa nhôm luôn anh chị. Ở đây thì mình có điện nước đầy đủ hết. Nhà này thì về anh chị có thể mình đóng la phong nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên.
Bên trong thì cũng lót gạch, bên trong thì sơn anh chị, trên thì đóng la phong, cửa thì cửa nhôm. Nội thất bên trong thì gia chủ sẽ đem đi nha anh chị. Gia chủ thì chỉ bán đất và bán nhà thôi. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Ở đây thì mình có nhà tắm nè, nhà vệ sinh riêng biệt hết luôn anh chị. Phía sau thì xây tường hết luôn nha. Ranh giới thì rất là rõ ràng. Cô chú ở xa mình có mua về rất là yên tâm. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 950 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ủa, nó chưa về hả? Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất, căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị, cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà phường, đất phường để anh chị mình đầu tư và anh chị mình nghỉ dưỡng nha. Phía trước là đường nhựa 5m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì anh chị mình cách chợ Tân Tây, trường cấp 1, trường cấp 2, quỹ ban có 300m thôi anh chị. Ở đây thì điện nước wifi thì có đầy đủ hết. Nhà thì em thấy cũng còn rất là mới và còn đẹp luôn anh chị. Cho gia chủ thì đang kẹt tiền nên cần bán nha anh chị. Giá là 950 triệu. Giá này thì anh chị, cô chú mình gặp ngay chủ để anh chị mình trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua nha. Nhà này thì về anh chị mình đóng la phong thêm thì căn nhà của mình em thấy rất là mát nha anh chị. Nhà thì quay về hướng đông bắc. Phía trước thì chủ đã làm tiền chế sẵn rồi. Vậy thì anh chị có thể mình sửa cái cổng này lại nè. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái luôn nha. Và mình có thể kinh doanh buôn bán như là tập quá, ăn uống cũng được anh chị. Mình kiếm đồng ra đồng vô cũng rất là thuận tiện luôn nha. Ngang của mình là 7m nha anh chị, chiều dài là 20. Trên thửa đất căn nhà thì có 100m là đất thổ cư. Về thì anh chị, cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Ở xung quanh thì đều có xây tường 5 tấc và gào B40 hết luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng. Cô chú mình ở xa về đây thì rất yên tâm ha. Mình cách trung tâm thành phố Gò Công khoảng 7 km nha anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất, căn nhà anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Giá bán là 950 triệu nha anh chị.
Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.